truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Bà, có chuyện này tôi thấy nó sao sao á. Sao là sao? Chuyện gì thì ông nói đi, cái gì mà cứ ấp áp úng hoài đó. Bà biết không, hồi tối hôm qua lúc mà tôi đang ngủ tôi thấy khát nước, kia tôi đi xuống dưới bếp tôi lấy miếng nước tôi uống, tự nhiên tôi thấy thằng Kiệt á nó làm gì nè. Nó làm cái gì đó tôi nghĩ nó quơ tùm lum. Tự nhiên cái ghế á chạy lại phía nó. Trời ơi, ghê lắm. Tôi kể bà nghe mà tôi nổi da gà nè. Bà thấy không? Trời ơi, thì ông ơi, Bà đừng có nói là tôi bị điên nha. Hoàn toàn tỉnh táo nha. Trời ơi, tôi thấy cảnh đó xong hả, rụng rời tay chân luôn. Mới sợ á. Tôi có nói ông điên hồi nào đâu. Có khi nào do nhiều khi ông mới ngủ dậy, hoặc là ông ngủ mớ hay gì đó ông nhìn lầm không? Lầm cái gì mà lầm, tận mắt chứng kiến luôn. Tôi nói thiệt, bà thấy được cái cảnh đó hả, bà mà không sợ tôi thua qua gì cũng thua luôn. Vậy là ông thua chắc rồi. Nhiều khi ông mệt trong người đó chứ làm gì có chuyện đó. Mà ông á, ông lớn tuổi rồi, ông dạy dỗ nhiều quá, biết không? Ông vận động nhiều quá, ông hoa mắt làm sao? Hoa mắt không có lý nào. Trời ơi, tôi nhìn rõ ràng lắm nè. Tôi nói ông nghe nè, mình lớn tuổi rồi, đi dạy dỗ cái gì á thì mình chỉ thị phạm, cái nào cần thiết mình thị phạm thôi, còn không á thì mình kêu đệ tử á, nó chỉ dẫn lại cho mấy đứa nhỏ, thấy không? Chứ sức khỏe không có, sự dẻo dai cũng đâu còn như xưa đâu. Đừng có làm quá sức, hiểu không? Ủa, bộ vận động nhiều là hoa mắt hả? Chứ sao, cái đó là quy luật á. Vận động mà hoa mắt là choáng váng, là đương nhiên nhìn một thành hai. Nhiều khi nhìn cái này nhìn lầm qua thành cái khác thì sao, phải không? Thôi nè, lớn tuổi rồi, mình cứ ăn vitamin C nhiều vô ha, cho sức dẻo dai nó nhiều hơn thì mình không bị hoa mắt nữa ha. Bà nói cũng có lý. Gọt tiếp đi, ăn gần hết rồi kìa. Rõ ràng thấy vậy mà đâu có nhìn lầm được. Ôi, con, cái gì vậy hả? Con xin lỗi mẹ. Trời đất ơi, con đó, tập cái gì mà dịch chuyển ghế ở dưới bếp để ba nhìn thấy. Con có biết là bây giờ ba hoang mang lắm không? Con xin lỗi mẹ, tại vì lúc đó con đang tập mà con tưởng ba mới ngủ, ai vậy ba xuống bất thình lình. Chỉ là sơ suất nhỏ thôi, con sẽ cẩn thận. Lần sau, con còn để lần sau nữa hả? Làm cái gì cũng phải bí mật chứ. Dạ. May á, là ba nhìn thấy, chứ lỡ như người ngoài hay là hàng xóm nhìn thấy lúc đó là mệt luôn đó. Mẹ, nhưng mà nghĩ cũng kỳ, sao ba vậy? Gì đâu ba yếu đuối dữ vậy? Nhát gì đâu, chút xíu ba cũng sợ thùng đó. Chả hiểu tại sao hồi xưa mà mẹ quen và thương ba được hay thiệt. Công nhận là mẹ mạnh mẽ dư thừa là mẹ bảo vệ cho ba. Thằng quỷ sứ, anh nói linh tinh không à. Ba con á không phải thuộc dạng yếu đuối đâu. Con á còn lâu mới sánh được ba con như hồi trẻ. Bởi vì người ta nói yêu nhau á, yêu cái đường đi mới lối về. Đó, thấy chưa? Mẹ yêu ba á, cái gì đối với ba cũng là nhất 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 nhất. Biết được vậy là hay rồi. Bây giờ không nói nhiều nữa nghe. Mẹ dặn là một lần nữa, làm cái gì cũng phải kín đáo bí mật, nghe chưa? Con mà để cho ba hoang mang lần nữa, mẹ sẽ nghiêm khắc với con, lúc đó đừng có trách mẹ. Tuân lệnh mẫu hậu. Chắc là do bản thân mình nhìn nhầm thôi, chứ nhìn nó như vậy làm sao mà nó làm được mấy chuyện đó.
Lên. Trời ơi. Qua bên kia. Ờ Kiệt. Dạ. Con đi xuống sau bếp á, con gắm điện với lại con bấm cái nồi cơm điện. Ba bỏ gạo trong đó rồi, mà nãy ba quên. Nhớ nha, không thôi là lát trưa không có cơm ăn đó. Dạ con biết rồi. Trời đất ơi, kêu con vô chổng con gắm điện, không thôi quên lát không có cơm ăn bây giờ. Con gắm rồi. Cái thằng này làm biến vừa vừa thôi. Đi vô trong gắm. Con gắm rồi. Trời, nó mê chơi. Nói nó là mà nó xào xào. Sai nó, mình làm còn tốt hơn. Không thể nào, không thể nhanh như vậy được. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Dạ. Con vô con gắm hồi nào vậy? Con gắm hồi nãy đó. Ba bị nứt cục hả? Ba uống miếng nước đi cho nó hết nè. Trời ơi, uống từ từ thôi. Dạ, đi con. Chết rồi. Ba ơi, ba uống nước sai cách rồi. Thôi, để con vô lấy thêm một ly nước cho ba nữa nha. Ba. Ba uống đi, trời ơi, nứt cục vậy là không tốt. Bình tĩnh ba. Sao con lấy hồi nào mà lẹ vậy? Con mới lấy tức thì đó. Hù được ba rồi. Chắc ba đang sợ lắm. Vậy mà mẹ nói hồi trẻ ba mạnh mẽ lắm. Ba. Thôi ba uống nữa đi nha. Ít thôi. Từ từ. Trời ơi, tôi bị gì vậy trời? Ây da. Trời đất ơi là trời, mình hù chút xíu thôi mà ba mình không còn một giọt máu. Ôi ơi. Mình làm cái gì ta? Sợ ba mình sợ. Ông làm gì mà hí hửng dữ vậy? Ê. Nãy có cái chuyện vui lắm luôn á. Chuyện gì mà vui? Nãy dưới kia tôi làm phép á, tôi hù ba tôi, trời ơi hết hồn không còn giọt máu luôn. Ê, làm đủ trò luôn. Ây da. Ông có gì vui hả? Có gì đâu mà vui. Ông mà cứ dùng phép thuật á, làm mấy cái trò tào lao á, có ngày bị trừng phạt đó. Bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.